suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh Bài của Linh Mục Ignacio Trần Nga Chúa Giêsu sống lại khai sinh kỷ nguyên mới Thế là cuối cùng Sau bao ngày chịu bắt bớ Xét xử, vu cáo Chịu đòn vọt rách nát thịt da Chịu vác thanh giá nặng nề lão đảo Tiến lên đồ sọ Và phải ngã xuống nhiều lần rồi lại phải chịu đóng đinh thân mình rất đổi đau thương vào thập giá. Chúa Giêsu đã gục đầu tắt thở và được mai táng trong mồ. Thế rồi tảng đá lấp cửa mồ đã đóng lại, đóng lại lịch sử một đời người với bao việc chịu kỳ, chôn vùi một nhân vật được kỳ vọng đem lại ơn cứu độ cho muôn dân. Thế là hết còn đâu nữa ngày nắng đẹp khi ngài ngồi trên núi giảng bài 8 phút giữa đám đông quần chúng còn đâu buổi chiều vàng trong hoang địa khi ngài hóa bánh ra nhiều nuôi trên 5.000 người ăn cũng chẳng còn bóng dáng đấng quyền năng dùng lời đầy uy lực truyền cho sống yên biển lặng chẳng còn con người kỳ diệu đã làm cho kẻ chết đổi mồ sống lại người phong hủi được chữa lành Người câm được nói, người điếc được nghe. Còn đâu nữa vị ngôn sứ đầy quyền năng trong lời nói và hành động phán bảo những lời vàng đem lại phấn khởi cho biết bao tâm hồn. Đức Giêsu đã chết thật rồi, chẳng còn hy vọng gì nữa. Những môn đệ thân tín sau khi hoàn tất việc an táng thầy dịch thân yêu, giờ đây ra về trong u sầu tuyệt vọng mọi sự như chìm vào tăng tốc đau thương thế rồi điều kỳ diệu bất ngờ xảy ra qua ngày thứ ba từ lúc tờ mờ sáng Maria Magdalena đi viếng mộ ngay từ sáng sớm cho vơi bớt đau thương tới nơi chị hoảng hồn vì mồ đá mở toang nhìn vào bên trong không còn thấy thi hài của thầy đâu nữa chị hoảng hốt chạy về báo tin cho các môn đệ các vị này ra tận nơi xem xét ngôi mộ trống và rồi sau đó lại ngỡ ngàng gặp gỡ Chúa phục sinh niềm vui tràn ngập cõi lòng bây giờ các ngài mới biết là Chúa Giêsu đã sống lại ngôi mộ đá tưởng là nơi chôn vùi nơi xóa sổ cuộc đời thầy giáo ái là điểm tận cùng của Chúa Giêsu nay đã trở thành khởi điểm cho một đời sống mới thành tảng đá đầu tiên xây dựng vương quốc trường sinh. Hôm nay, từ ngôi mộ trống và qua những lần hiện ra với các môn đệ sau khi phục sinh, Chúa Giêsu tỏ cho thấy Ngài là sự sống lại và là sự sống, như đã từng khẳng định với chị em mắt ta và Maria. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ được sống và bất cứ ai sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Gioan chương 11 câu 25 Từ thời nguyên tổ phạm tội đến nay, tội lỗi thống trị và hủy diệt sự sống con người. Con người vừa được sinh ra là đã mang án chết, như hoa còn đang nụ mà đã chớm nở lụi tàn, như nhộng chưa thành bướm mà đã phải tiêu vong mà móng chết chóc hiện diện ngay giữa lòng đời và một sớm một chiều sẽ hủy diệt sự sống. Lưỡi hái tử thần như đang kề cổ mọi người và cướp đi sinh mạng của mọi người chẳng trừ ai. Thế rồi, qua sự phục sinh vinh hiển, Chúa Giêsu đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự sống vĩnh hằng. Ngài đã thắng sự chết, thần chết và buồn khí giới quy hàng loài người không còn phải bị tiêu diệt bởi lưỡi hái tử thần nhưng đã được cứu sống bởi quyền lực của Chúa Giêsu phục sinh sự sống đã được khai thông cái chết đã bị đẩy lùi ngôi mộ không còn là điểm tận cùng của kiếp người nhưng là khởi điểm cho một đời sống mới cái chết không còn là dấu chấm hết của cuộc đời nhưng là khúc dạo đầu cho bản giao hưởng trường sinh sự phục sinh của Chúa Giêsu đã xóa đi đêm dài tăm tối của kiếp sống đau thương để làm bừng lên bình minh của cuộc đời vĩnh cửu. Xin mọi người hãy cùng cất cao lời ca tụng đón phục sinh và hãy đến cùng Chúa phục sinh để đón nhận cuộc sống hồng phúc ngài ban tặng. Bài của Linh Mục Ignacio Trần Nga